Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiền Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập tiếp theo, tập 8 của Già Diện Hoàng Kim phần 4, tác giả Trường Lê. Trường 48 Người cần phải chết Sau hơn 2 tuần, chấp nhận hình phạt quản thúc bên dưới tầng hầm của Bạch Hồ Đường. Cuối cùng A Hắc cũng đồng ý rời khỏi nhà giam. Hai tuần qua, Tuy không phải thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để A AH Hắc nhìn nhận và hoàn thiện bản thân một cách rõ nét và khách quan nhất. Lão nhị của Bạch Hồ ra khỏi tầng hầm với một tâm thế điềm tĩnh, đĩnh đặc, thêm chút trầm tư khi lo lắng suy nghĩ về những thế lực mà Bạch Hồ sẽ đối đầu trực tiếp sắp tới đây. Phong thái này không giống với A AH Hắc của cách đây một tháng chút nào. Nếu là A AH Hắc của trước kia, khi nghe Lão Hồ thông báo việc chuẩn bị chiến với dòng một mắt, thì chắc chắn Lão nhị của Bạch Hồ sẽ nhảy cẫng lên đòi dẫn người tiên phong đi tìm lão gông thanh toán bất chấp đối phương có hùng mạnh đến đâu nhưng ngã hắc hiện tại đã khác bình tĩnh suy tính thiệt hơn còn lo cho lão hổ bị kẻ thù ám toán đứng thẳng người ngửa mặt lên trời vươn vai hít thở không khí trong lành sau hơn nửa tháng biệt giam bên dưới tầng hầm a hắc khoan khoái nói ờ à, thoải mái thật đấy tuy chơi hết hạn một tháng đã ra ngoài co nhục một chút nhưng được tự do tự tại Đúng vẫn là sướng hơn thật. <laughs> Cảm ơn đại ca đã xá tội. Lão hổ cười đáp. Nhìn đệ, nghe để nói ra những lời này, thì ta yên tâm rồi. Thực sự nhìn đệ của ta đã thay đổi. Bạch hổ từ nay sẽ thẳng hướng tiến về phía trước. Còn đang đứng nhìn trời ngắm đất, bỗng A Hắc thấy Nì Sang Yên cùng tất cả những đàn em trong bạch hồ đi tới. Đứng trước mặt lão hồ và A Hắc, Đám đông do ly sang nhìn dẫn đầu cúi dạp người đồng thanh hô lớn. Mừng lão nhị trở lại. A hắc ngơ ngác nhìn lão hổ. Sao? Sao lại? Lão hổ lắc đầu. Đại ca cũng không biết. Lý Sang Diên cười tươi đáp Biết hôm nay lão nhị sẽ trở lại Nên Sang Diên mạo muội đưa anh em đến nghênh đón Lão Hắc Thời gian qua đã vất vả rồi Tôi rất mừng vì lão Hắc quay trở lại thật đúng lúc A Hắc bất ngờ bước tới Rồi ôm chầm lấy Lý Sang Diên hai tay vỗ vỗ lưng của sang yên a à, hắc nói cảm ơn cậu sang yên thời gian qua thực sự cảm ơn cậu lão hồ phá lên cởi lớn. cười lớn phải thế chứ đã lâu lắm rồi ta mới vui như vậy niềm vui thứ nhất chính là kể từ bây giờ bạch hồ không cần phải o ép bản thân tránh né bất cứ chuyện gì có liên quan đến thế giới ngầm niềm vui thứ hai là được nhìn thấy anh em huynh đệ của Bạch Hồ thấu hiểu quan tâm lẫn nhau. Được cả hai điều này thì còn lo lắng gì nữa chứ? <laughs> Tốt lắm, việc nội bộ đã ổn. Giờ là lúc Bạch Hồ cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ. <laughs> Tại tiệm thuốc Tây của thầy Thuốc Châu, nơi mà cả Lý Cảnh cũng như bác sĩ Thành đang tá túc và làm việc, lúc này thầy Thuốc Châu đã đi ra ngoài. Trong tiệm chỉ còn hai người là bác sĩ Thành và Lý Cảnh, đang là giờ nghỉ trưa nên tiệm tạm đóng cửa, bác sĩ Thành mệt mỏi nghiên cứu tìm hiểu cũng như cố gắng học thuộc tên của từng loại thảo dược. Về phần Lý Cảnh, anh đang bào chế một bài thuốc quý từ một số loại nguyên liệu vô cùng hiếm do thầy thuốc Châu khó khăn lắm mới tìm mua được. Năng tập trung cao độ bỗng Lý Cảnh giật mình. Phật từ đâu xuất hiện một chiếc phi tiêu cắm thẳng xuống mặt bàn nơi Lý Cảnh đang ngồi. Quay lại phía sau nhìn bác sĩ Thành, thấy bác sĩ Thành vẫn cặm cụi ghi ghi chép chép công dụng của từng loại thảo dược. Lý Cảnh nhíu mày, nhanh chóng thu chức phi tiêu, bởi bản thân Lý Cảnh cũng nhận ra, trên phi tiêu có ký hiệu đặc biệt, đó chính là một chữ mã. Trên phi tiêu có bộ kè một bức thư được cuộn lại nhỏ xíu, mở thư ra đọc Lý Cảnh sừng sốt, không khỏi bàng hoàng, nhưng ngay lập tức Lý Cảnh giữ thái độ bình tĩnh, đoạn nói với bác sĩ Thành. Anh Thành, anh ở lại tiếp tục công việc, vây trong cửa tiệm nhé, tôi lên trên tầng tìm một số thảo dược mà châu sư phụ cất dưng bác sĩ thành không chút nghi ngờ mà đồng ý luôn được rồi cậu cứ đi đi việc ở đây tôi tự biết lo liệu lý cảnh nắm chiếc phi tiêu trong lòng bàn tay rồi dào bước về phía cầu thang đi lên tầng trên của tiệm thuốc vừa đi lý cảnh vừa ngó nghiêng xem xem người ném phi tiêu đang ở đâu thấy phía cuối hành lang là căn phòng chữ thuốc cánh cửa phòng này hé mở không đóng chặt lý cảnh nuốt nước bọt nhìn trước ngó sau rồi đẩy cửa bước vào trong sau đó đóng cửa lại lý cảnh khẽ gọi bác bác huệ bác huệ bác có đây không từ trong bóng tối phía trước mặt bà huệ xuất hiện lý cảnh ta cần cháu giúp cho ta một việc nhìn ánh mắt của huệ lý cảnh giật mình xoay bàn tay trả lại bà huệ trước phi tiêu lý cảnh hỏi bác bác huệ chuyện này là thật ư hoa hoa bị bà huệ gật đầu đúng vậy con bé đã bị một nhóm người bắt đi chúng yêu cầu ta phải làm cho chúng một việc nếu ta làm không xong chúng sẽ giết con bé. Lý cảnh, việc này chỉ có cháu mới giúp được ta mà thôi. Tính mạng của Hoa Hoa đang nằm trong tay cháu. Hãy giúp ta, Lý cảnh. Trước khi rời khỏi làng Cam Hạ nơi chân núi Tề Vân, Lý cảnh có nghe cha mình là Lý Cao kể về quá khứ của người bác gái tên là Lý Mạch Huệ. Cũng vì bác gái Lý Mạch Huệ mà ông nội Lý cảnh là Lý Thôi, bây phải đưa cả nhà đến ẩn cư tại làng Cam Hạ để tránh khỏi sự truy sát của cả chính phủ cũng như các thế lực trong thế giới ngầm Trung Hoa Đại Lục. Lý Cảnh không ngờ có một ngày, người được mệnh danh là đệ nhất sát thủ mã gia lại đến tìm anh để mong được giúp đỡ. Bởi Lý Cảnh biết ba gái Lý Bạch Huệ là một người có bản lĩnh cực cao. Thay vì sử dụng hiểu biết về các quyền đạo, các cơ quan bộ phận trên cơ thể con người để chữa bệnh, thì Lý Bạch Huệ lại biến những am hiểu trong y thuật đó thành vũ khí giết người. Chính Lý Cảnh cũng từng được mục sở thị khả năng của Lý Mạch Huệ. Và Hoa Hoa, khi hai người họ lầm tưởng Mộc Bài và Thầy Thuốc Châu là kẻ thù, muốn mưu hại Lý Cảnh. Thân thủ bất phàm, danh xưng đệ nhất sát thủ, không phải hão huyền, hơn 20 năm về trước. Chỉ cần nghe đến mã gia Lý Bạch Huệ, là bất cứ một đầu lĩnh nào trong các băng đảng xã hội đen của Trung Quốc phải dùng mình ớn lạnh vậy mà giờ chuyện gì đang xảy ra tại sao bác gái của lý cảnh phải tới đây tìm mong được anh giúp đỡ và ai ai là người dám bắt cóc hoa hoa bất giác dùng mình lý cảnh nói bác huệ cháu cháu có thể giúp được gì xin bác cứ nói còn nữa chuyện chúng yêu cầu bác làm là chuyện gì vậy bác huệ trả lời việc này có liên quan đến bạch hổ chúng muốn ta giết một người trong bạch hổ đường để đổi lấy mạng hoa hoa lý cảnh giữ người khi bà huệ nhắc tới bạch hổ mất máy môi lý cảnh hỏi giết giết một người của bạch hổ chẳng lẽ người chúng muốn giết là chìa tấm hình ra cho lý cảnh nhìn bà huệ gật đầu là người này mở mắt to hai bàn tay run run cầm bức hình mà bà Huệ vừa đưa. Lý Cảnh nuốt nước bọt, run giọng Lý Cảnh nói là là Lý Giang Yên. Trường 49 Kế hoạch ám sát Trường 10 phút sau, Lý Cảnh đi xuống tiệm thuốc. Thấy vẻ mặt Lý Cảnh có chút không ổn bác sĩ Thành hỏi Cậu sao vậy? Ốm mà, Có cần tôi bắt mạch cho không? Lý Cảnh đáp Tôi... tôi không sao Đúng là vừa rồi có hơi chóng mặt chắc do tập trung quá ấy mà bác sĩ thành nhìn lý cảnh đi xuống tay không bèn thắc mắc Ủa mà cậu nói lên trên tầng tìm thảo dược với thảo mộc gì cơ mà không tìm thấy à lý cảnh lúng túng trả lời à, ừ, không biết trong sư phụ để đâu mà mà thôi để sau đi hôm nay tôi cũng thấy không có hứng thú làm việc hay là mình đi đâu đó chơi đi bác sĩ thành tròn mắt ngạc nhiên lấy tay sờ lên trán lý cảnh đoạn cười cười rồi nói không sốt, vẫn bình thường. Nhưng sau nãy giờ cậu nói chuyện cứ nàn nạ. Mọi ngày cậu là người chăm chỉ, ban ngày thăm khám cho người bệnh, xong còn bốc thuốc, bào chế thuốc. Tối đến lại tiếp tục nghiên cứu về y học hiện đại. Cảm giác thời gian một ngày 24 tiếng đối với cậu là không đủ. Sao hôm nay lại muốn đi chơi? Không đùa tôi đấy chứ. Lý Cảnh chết miệng. Chính vì như vậy nên tôi mới muốn lang thang, thay đổi không khí một chút cho đầu óc thoải mái. Nếu anh không đi, tôi sẽ gọi cho anh yêu vậy. Ba sĩ Thành vội đáp. Ê, 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 đừng giận chứ, tôi, tôi chỉ đùa thôi mà. Nghĩ cũng thấy nhớ rồi anh yêu và con bé mi Kể từ lần gặp tại tòa án, chúng ta chưa gặp họ thêm lần nào. Làm lúc muốn đến thăm hỏi han tình hình ăn ở của con bé, nhưng mà cổ đường đâu phải là nơi muốn tới là tới. Lý Cảnh tiếp, hay là chúng ta đến đó đi. Tiền thăm An Nghiêu Về tiểu mi luôn. Người khác thì khó, nhưng mà dù sao chúng ta thì cũng có chút quen biết chỉ cần gọi điện hỏi ý kiến hai yêu trước là được thôi mà bác sĩ thành ấp úng ơi các bà còn tiệm thuốc thì sao đi cả thì lấy ai trong tiệm thuốc bác sĩ thành vừa nói xong thì thầy thuốc châu bước vào trong ông châu tươi cười. cười, hai cậu cứ đi đi tiệm thuốc đã có tôi trông coi tôi vừa về đến cũng nghe được câu chuyện của hai người lý cảnh thời gian qua cậu vất vả nhiều rồi nên ra ngoài thăm thú một chút cho thoải mái công việc làm cả đời không nên khiên cưỡng bác sĩ thành bị môi châu sư phụ ông nói thế khác nào bảo tôi rảnh dỗi nhàn hả thầy thuốc châu cởi lớn. cười lớn ha 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 tôi quên mất cả cậu nữa a thành được rồi để mọi việc lại cho tôi hai cậu đi chơi đi nếu có tới bạch hồ đường thì cho tôi gửi lời hỏi thăm lão hồ Thời gian qua tiệm thuốc khá bận rộn nên tôi cũng chưa có dịp đến thăm ông ấy. Nghe thầy thuốc châu nói như vậy, Lý Cảnh bây bác sĩ Thành nhìn nhau cười, rồi cùng gật đầu. Lý Cảnh lấy điện thoại gọi ngay cho A Nghiêu. Sau hai hồi chuông, bên kia đầu dây, A Nghiêu bắt máy. Alo, Lý Cảnh hả? Tôi nghe đây. A Nghiêu, anh có rảnh không? Tôi với anh Thành muốn đến mạch hồ đường để thăm anh với Tiểu My. A Nghiêu thốt lên. Hay quá, lâu rồi không gặp. Đến đây đi, Tôi sẽ ra ngoài đón mọi người." Lý Cảnh Đáp. "Vậy hẹn 30 phút nữa, chúng tôi có mặt." Kết thúc cuộc gọi, Lý Cảnh nói với bác sĩ Thành. "Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến Bạch hồ Đường. Tôi đi thay quần áo và lấy chút đồ, đi xe của anh nhé, An Thành." Bác sĩ Thành gật đầu. "Ok, tôi xong ngay đây." Nhìn hai người Lý Cảnh và A Thành cười nói vui vẻ, Thầy thuốc Châu cũng thấy thích thú. Kể từ ngày có thêm Lý Cảnh và A Thành tới làm ở tiệm thuốc, công việc cũng như tất cả mọi thứ đều tiến triển tốt đẹp. Y học cổ truyền của Lý Cảnh kết hợp với những kiến thức về y học hiện đại của A Thành giúp cả hai bổ trợ cho nhau một cách tuyệt vời. Bên cạnh đó, cũng phải nói thêm, ngoài Lý Cảnh là hậu dệ của thần y Lý Thôi thì A Thành cũng là một bác sĩ giỏi và đầy tài năng. Cùng lúc có được hai trợ thù đắc lực, thầy thuốc châu vui mừng không để đâu cho hết. Với kế hoạch đầy ra, chỉ cần tới thời điểm 9-10, thầy thuốc châu tin chắc rồi đây cả hai sẽ thành công trên con đường mà cả hai đã lựa chọn. Sau khi chuẩn bị xong, Lý Cảnh và Thành chào thầy thuốc Châu rồi lên xe đi đến Bạch Hồ Đường. Cùng nằm trong khu Chinatown nên chỉ mất độ hơn 7 phút lái xe, cả hai đã đến trước khu vực của Bạch Hồ Đường. Ngay khi xe dừng lại, lập tức một nhóm năm người mặc đồ đen áp sát ra hiệu cho người trong xe giơ hai tay lên. Ba sĩ Thành cũng như Lý Cảnh đều đơn lực trước được chuyện này có mấy lần tới đây trước đó. Thực ra người của Bạch Hồ cảnh giới từ mấy vòng ngoài trước khi đến được cổng lớn, nhưng do An Nhiêu thông báo từ trước nên xe của bác sĩ Thành mới tới được đây mà không gặp trở ngại nào. Hai người là bạn của lão Tam. Hà cờ kính xuống, Lý Cảnh với A Thành gật đầu lên lịa. Lý Cảnh đáp, à vâng đúng rồi, chúng tôi là bạn của A Nghiêu. Người của bạch hội yêu cầu cả hai ra khỏi xe. Họ rất cẩn trọng và sẵn sàng ra tay nếu như phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Chúng tôi cần kiểm tra xe, cũng như đồ đạc đem theo của hai người. Không vấn đề gì chứ. A Thành gật đầu lên lịa, <laughs> tất, tất nhiên là được. Đúng lúc đó, A Nghiêu chạy ra thấy người của bạch hồ đang lục soát xe cũng như kiểm tra đồ đạc trên người của lý cảnh và a thành thì vội nói mấy người đang làm cái gì vậy chẳng phải tôi đã nói hai người họ là bạn của tôi rồi ư ừ, họ là khách quý của tôi <laughs> thật thiếu tôn trọng thấy a nghiêu đám người của bạch hồ vội dừng lại họ cúi đầu chào a nghiêu một người đại diện trình bày lão tam chúng tôi biết đây là bạn của lão tam trước kia họ cũng từng đến đây nhiều lần nhưng tình hình hiện tại đã có biến động theo lệnh của sếp ly tất cả những ai ra vào bạch hồ đường đều phải được kiểm tra cẩn thận về này cũng là để đảm bảo an toàn cho lão đại cũng như lão nhị và lão tam mong lão tam thương lỗi nhưng mà anh yêu không biết phải nói làm sao thì ly sang Nhìn xuất hiện và lên tiếng lão tam à chính tôi là người đặt ra luật lệ này và đã được lão hổ thông qua dù biết sẽ gây ra sự ức chế cũng như chút phiền phức cho những người ra vào bạch hồ đường tuy nhiên nếu không làm như vậy một khi xảy ra chuyện thì hậu quả rất khó được trước kia xe của lão nhị từng bị gắn chip bình vị Chính vì thế nên lão nhị suýt chút nữa đã mất mạng do kẻ thù xác định được vị trí để tiến hành mai phục. Cần tác vô ai nấy. Bất kể chiếc xe nào, cho dù có là xe của lão đại, trước khi vào bạch hồ đường cũng cần kiểm tra giả soát thật kỹ. Ngoài việc tìm thiết bị định vị còn tránh trường hợp trên xe có cài bom thuốc nổ hoặc bất cứ mối nguy hại nào gây nguy hiểm tới tính mạng của lão đại. Mong lão tam thông cảm. Đoạn ly sang nhi nhìn Lý Cảnh Bá Thành khẽ mỉm cười, sang nhiên tiếp. Hai người yên tâm, chỉ cần không phát hiện gì khả nghi, hai người sẽ được vào trong. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Bác sĩ Thành gãi đầu gãi tay cười xòa. <cười> có gì đâu chứ. Chàng gì nói đúng, cẩn thận là tốt. Đôi khi chúng ta còn chẳng biết Xe mình có bị gắn hay cài thứ gì hay không. À yêu việc này là cần thiết. Được tới đây đã là một vinh hạnh đối với tôi rồi. Sau khi dùng thiết bị dò bom mìn, ra soát chiếc xe kỹ càng và không phát hiện điều gì bất thường, Lý Sang Nhiên gật đầu đồng ý cho xe của bác sĩ Thành chạy vào trong bước xuống khuôn viên trước sảnh của bạch hồ đường thấy lý cảnh đồ mồ hôi bác sĩ thành hỏi cậu sao vậy trong người không được khỏe phải không a nghiêu cũng hỏi hay là do đám người bên ngoài làm cậu sợ xin lỗi cậu nhé lý cảnh lý cảnh người đáp à không không sao đâu tôi ổn đúng là hôm nay tôi thấy trong người không được khỏe nhưng mà được gặp a nghiêu là tôi vui rồi bác sĩ thành hỏi nhỏ a nghiêu tiểu mi đâu sao tôi không thấy con bé a nghiêu còn chưa kịp trả lời thì phía sau đã mang lên giọng nói của mi anh Thành, Lý Cảnh em ở đây. Không ngờ hai người lại đến đây. Trưng 50, xâm nhập. Quay lại nhìn, bác sĩ Thành cười hớn hở. Ha ha, em đây rồi, em vẫn khỏe chứ. Mì đáp, em vẫn khỏe Hiện tại mọi thứ đối với em đang rất tốt. Anh Thành, anh vẫn ở chỗ thầy thuốc châu vậy không? Bác sĩ Thành gật đầu. Ờ, anh chuyển tới đó ở hẳn cho tiện rồi. Ở cùng với thầy thuốc châu với Lý Cảnh, anh học hỏi được rất nhiều điều. Nhìn em khỏe mạnh, tươi tắn thế này, anh cũng mừng lý cảnh cũng mỉm cười chào mi thấy lý cảnh nhìn ngó xung quanh mi hỏi lý cảnh anh làm sao vậy đang tìm gì ư lý cảnh ngượng ngùng đáp à tôi tôi muốn hỏi nhà vệ sinh ở đâu a Nghi buộc miệng cười khúc khích ôi giời ra là cậu muốn đi vệ sinh thế mà không nói ngay từ đầu cứ cố nhịn méo cả mặt đồ cả mồ hôi được rồi để tôi dẫn cậu đi tiểu mi em tiếp ba thành nhá lát anh với lý cảnh trách quanh lại bác sĩ thành nói với mi thế dẫn anh tới xem chỗ ăn ở của em đi mi anh nghe anh yêu nói thời gian này em theo Ly sang học hành rất là vất vả. Mi vâng dạ rồi khẽ đáp. <laughs> vất vả gì đâu anh, đúng là cách dạy của anh sang Jin hoàn toàn khác với những gì em được học ở trường. Tuy nhiên mọi thứ đều đi thẳng vào trọng tâm, vừa dễ hiểu lại vừa hiệu quả. Anh sang Jin rất giỏi, lĩnh vực nào cũng am hiểu. Em phải cố gắng hơn nữa mới có thể theo kiểu giáo án cũng như bài tập mà anh ấy đề ra. Bác sĩ Thành hỏi. Ơi, thôi chết. Thế bọn anh ấy đừng đột thế này không ảnh hưởng gì đến việc học tập của em chứ? Mi cười. Không sao đâu anh. Hôm qua em cũng vừa hoàn thành bài khảo sát của anh Sang Yên. Ngày hôm nay em được nghỉ xả hơi. Mấy nữa nói nhỏ cho anh nghe thôi. Hình như đợt này Bạch Hồ đang chuẩn bị xúc tiến là một số chuyện gì đó. Nên anh Sang Yên rất bật. Mọi thứ trong mạch hồ đường cũng được kiểm soát nghiêm ngặt, gắt cao hơn trước. Bác sĩ Thành gật đầu nói nhỏ. Ờ, đúng rồi. Lúc nãy anh Vili Cảnh đến đây, mà họ kiểm tra cả người lẫn xe, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, xong còn dùng cả máy quét bom mìn gì nữa cơm ha, đợt trước có gắt như vậy đâu. Mì tiếp. Vâng, độ một tuần nay em thấy nghiêm ngặt hơn hẳn bất kể ai vào bạch hồ đường đều bị kiểm tra như vậy kể cả là các đầu đảng như mấy người a khuông tiêu chiến a lý em cũng không dám hỏi nhưng nhận thấy tình hình ngày càng căng thẳng anh trang yên cũng dặn em nếu không có chuyện gì quan trọng thì không nên ra ngoài hoặc muốn đi đâu phải báo cáo để anh ấy cử người đi theo bảo vệ em ngại làm phiền mọi người thế nên thời gian qua chỉ ở trong mạch hồ đường đến rồi đây là phòng của em mời anh vào mi mở cửa phòng Bác sĩ Thành trầm trồ ngạc nhiên. Wow, phòng rộng rãi mà đầy đủ tiện nghi quá nhỉ? Nhất em rồi nhé mi. Xem ra người của Bạch Hổ đối xử với em rất là tốt. Mi cười gật đầu. Dạ vâng, mọi người ở đây tốt với em lắm. Từ Lão Hổ cho tới AH, A Hắc, A Nghiêu và cả anh Sang Nhiên cũng nhờ Vũ nên em mới được mọi người quan tâm. Chỉ tiếc là vẫn chưa có thông tin gì về Vũ. Hôm qua, anh Sang Nhiên chỉ nói Vũ hiện giờ vẫn ổn. Bạch Hổ đang nhiều việc cần giải quyết nên em cũng không dám hỏi gì nhiều. Bác sĩ si Thành đáp Ờ em nói đúng Cơ duyên hiện tại cả anh và em Đang có đều là nhờ vào Vũ Dù không có mặt ở đây Thế nhưng với việc là bạn của Vũ Anh em mình cũng được hưởng lợi không ít Chuyện của Vũ Giờ chỉ cần biết phó thác cho Bạch Hồ mà thôi Em yên tâm đi Anh cũng có tìm hiểu qua chế độ tù Tại nhà tù Trang rồi Singapore nhân quyền họ cao lắm Ngay cả phạm nhân cũng có chế độ riêng Tất nhiên tù là mất tự do Nhưng ở bên này vẫn được bảo đảm về dinh dưỡng ngủ nghỉ có người còn cố tình gây án để được vào tù Vì ở ngoài không biết làm gì kiếm ăn cơ mà Chẳng biết có đúng không Chứ thấy bảo tù bên này lúc ra còn được cho một khoản tiền nữa đấy Một người mạnh mẽ như Vũ Anh nghĩ ở trong đó 3 năm Không phải điều gì quá đáng sợ Anh lo là chuyện của bố mẹ Vũ kìa Giờ ở Việt Nam Người nhà Vũ có biết Vũ đang ngồi tù Trong khi đó Vũ lại không hề biết gì Về việc bố mẹ mình đã qua đời Mấy hôm trước ông Trung có sang đây tìm anh Không thể giấu anh nhành kể tất cả cho ông Trung nghe Ban đầu ông ấy rất giận, còn đòi tìm mọi cách để bỏ lãnh cho Vũ về Việt Nam chịu án. Nhưng khi nghe anh phân tích, ông ấy cũng xui xuôi. đồng thời chấp nhận giấu Vũ về chuyện của bố mẹ cậu ấy. Nhưng mà... Ngồi xuống ghế, bác sĩ Thành thở dài, vẻ mặt buồn bã. My nói, ở nhà cũng đã biết chuyện Vũ ngồi tù ư. Về đau khổ nhất, có lẽ là anh Vượng. Quá nhiều chuyện xảy ra về gia đình anh Vũ, trong khi đó em lại không thể giúp được gì. Bác sĩ Thành khẽ tiếp liệu chúng ta sẽ phải giấu vũ đến bao giờ càng để lâu lại càng khó nói ra chỉ sợ tới lúc biết được mọi chuyện vũ sẽ phát điên lên mất ừ. mà thôi lâu ngày anh em mình mới gặp nhau không nói chuyện buồn nữa từ từ rồi tính tiếp mi mỉm cười lấy nước mời bác sĩ thành hai anh em tiếp tục hàn huyên trong lúc chờ a nghiêu và lý cảnh quay lại về phần lý cảnh sau khi được a nghiêu dẫn đến nhà vệ sinh trên đường đi lý cảnh chăm chú quan sát các khu vực trong bạch hồ đường đã từng tới đây trong lần chữa hai bàn tay cho vũ thế nhưng lý cảnh vẫn chưa bao quát cũng như đi được hết các nơi trong mạch hồ đường trở ra từ nhà vệ sinh lý cảnh nói may quá nhìn suýt chút nữa thì ra quần nơi này rộng thật đấy đừng đi chẳng chéo không cẩn thận là lạc như chơi a nghiêu cởi đáp đúng vậy bạch hồ đường rất rộng và được chia làm nhiều khu vực riêng biệt ở sảnh chính đi vào là nơi tập trung các đầu đảng mỗi khi có công việc kế bên hai dãy nhà là chỗ ở của anh em huynh đệ làm việc trong mạch hồ đường phía bên tay phải là nơi ở của lão đại, bên tay trái là nơi ở của lão nhị. Đằng sau khuôn viên chúng ta đang đứng là khu nhà bếp, phòng của mi được bố trí gần chỗ Hắc Đại Ca, còn Lý Sang Yên ở cùng khu với lão đại. Lý Cảnh hỏi, vậy anh ở đâu? Anh yêu tươi cười trả lời, tôi ở một phòng gần khu vực bếp, bản thân tôi cũng thích nấu ăn, tôi hay làm điểm tâm, cũng như đồ ăn ngoài giờ cho mọi người, nên thích ở gần khu bếp. Phòng tôi ở đằng kia, đi qua khu vực bếp sẽ đến. Lý Cảnh tiếp, tên đây, anh dẫn tôi đi tham quan nhà bếp cũng như phòng của anh được chứ anh yêu gật đầu tất nhiên là được chúng ta đi tham thú một vòng quanh bạch hồ đường xong sẽ tìm Tiểu my và a thành dùng bữa tối ghé nhà bếp một chút giờ này ở đó cũng đang bận rộn để chuẩn bị cơm tối đi nào anh yêu dẫn lý cảnh đến khu bếp của bạch hồ đường phải nói nguyên cái nhà bếp của bạch hồ đã to hơn cả tiệm thuốc của châu sư phụ trong bếp có khoảng 15 người đang làm đủ các công việc múc nước nhặt rau thái thịt nấu đồ trông có như đây là bếp của một nhà hàng lớn vậy vừa đi vừa nhìn anh yêu vừa giới thiệu cho lý cảnh vị sư phụ cũng là người quản lý toàn bộ khu bếp kiện sư phụ kiện sư phụ là một đồng bếp đại tài trên nấu ăn cho lão đại các món ăn lão đại ăn đều qua bàn tay chế biến của kiện sư phụ nhiều năm qua tôi cũng theo kiện sư phụ học nghề anh yêu nói lý cảnh cúi đầu chào kiện sư phụ kiện sư phụ cũng cười chào đáp lễ anh yêu hỏi kiện sư phụ tối nay sư phụ làm món gì cho đại ca tôi vậy kiên sư phụ trả lời gần đây lão đại thường thức khuya nên tối nay tôi sẽ chuẩn bị món gà ác hầm thuốc bắc có bỏ thêm tâm sen nguyên liệu đều đã sơ chế sẵn sàng chút nữa sẽ tiến hành hầm với lửa nhỏ trong vòng 2 tiếng đồng hồ anh nghiêu hỏi lý cảnh lý cảnh cậu là thầy thuốc tự nhìn xem nguyên liệu như này đã đủ chưa lý cảnh tiến lại khu bàn soạn đang bày sẵn các nguyên liệu gồm gà ác những mắt nhỏ đựng các vị thuốc bắc tâm sen lý cảnh nói rất đầy đủ tuy nhiên qua hai vị thuốc cần cho đủ liều lượng cho nhiều một chút sẽ khiến những vị còn lại bị giảm tác dụng kiên sư phụ hỏi lý cảnh có phải cậu thanh niên này là cháu trai của thần y lý thôi mà đợt trước lão đại tìm về để chữa bệnh cho tứ đệ phải không an yêu hãnh diện đáp đúng rồi đó sư phụ chính là người này kiên sư phụ mừng rỡ đã nghe rành nhưng hôm nay mới được gặp mặt quả nhiên là tuổi trẻ tài cao Nhìn phong thái cùng cách nói chuyện toát lên về phi phạm, món gà hầm thuốc bắc hôm nay xin được cầu chỉ giáo thêm về liều lượng cần và đủ của các vị thuốc. Liệu có được không ạ? Anh nghiêu nhìn Lý Cảnh gật đầu, Lý Cảnh nói, tất nhiên là được, đem cân tiểu ly đến đây. Trường 51, chạy trốn. Khoảng 15 phút sau, anh nghiêu cùng Lý Cảnh đến phòng của mi vừa thấy Lý Cảnh bác sĩ Thành đã trêu. Ôi rồi, hai người đây rồi Lý Cảnh, tôi còn đường cậu ôm cái nhà vệ sinh Rồi ngủ luôn trong đó chứ Sao đi đâu lâu như vậy Anh yêu cởi đáp <laughs> Chúng tôi đi qua nhà bếp và có chút việc ở đó Xin lỗi đã để hai người chờ lâu Ở phía sau dãy nhà này có hồ cá Và khuôn viên vườn rất đẹp Tôi đưa mọi người đến đó uống trà, ăn một chút bánh Rồi mình cùng nói chuyện, đi thôi nào Bác sĩ Thành và My gật đầu đồng ý Tất cả rời khỏi phòng của My Thấy Lý Cảnh cứ đứng ngó nghiêng Anh yêu hỏi Sao vậy, cậu đang tìm ai à Lý Cảnh nói, phòng của Lý Sang Nhi ở đằng kia phải không? Anh yêu gật đầu, ờ đúng rồi, khu vực đó cũng là nơi ở của lão đại, mà có chuyện gì vậy? Lý Cảnh trả lời, tôi tôi có chút chuyện muốn nói với Lý Sang Nhiên. Anh yêu thở hắt ra, cậu không nói sớm, lúc nãy gặp mà không nói luôn, bây giờ thì không được rồi, Lý Sang Nhiên cùng một vài đầu đàn đang họp với đại ca. Hôm nay, hình như các đầu đảng cũng ở lại đây dùng bữa đấy, để tới lúc đó đến gặp nói chuyện có được không? Lý Cảnh ngậm ừ, Ừ, chắc cũng được. Thái độ kỳ lạ của Lý Cảnh hôm nay khiến cho Mi cảm thấy có điều gì đó bất bình thường. Trên đường đi, Mi thấy Lý Cảnh không tập trung về phía trước mà cứ nhìn ngó khắp nơi. Ngoài trừ khu vực của lão đại thì mấy chỗ này Lý Cảnh đâu còn lạ gì. Bởi trong khoảng thời gian chữa trị hai bàn tay cho Vũ, Lý Cảnh được giữ lại ở trong mạch hồ đường. Không muốn làm mất đi bầu không khí vui vẻ nên Mi không hỏi gì. Có điều Mi bắt đầu để ý đến Lý Cảnh nhiều hơn ra đến hồ cá ngồi uống trà ăn bánh nhìn đàn cá coi đủ màu sắc bơi dưới làn nước trong veo khiến tinh thần ai cũng thấy thư thái bên bàn trà bốn người trò chuyện vui vẻ hỏi thăm sức khỏe công việc hiện tại hướng đi trong tương lai sắp tới một cách hồ hởi a nghiêu rất hoan nghênh và cổ vũ cho ý tưởng mở một phòng khám kết hợp cả đông y và tây y của bác sĩ thành và lý cảnh bên cạnh đó lý cảnh cũng bật bí cho a nghiêu và mi biết việc mình đang bào chế ra một loại thuốc chữa lành xương khớp vô cùng công hiệu trong tương lai thuốc sẽ được đưa vào sử dụng tại tiệm thuốc của châu sư phụ a à, thành vậy là cậu bỏ hẳn công việc ở bệnh viện rồi vậy không anh như hỏi bác sĩ thành gật đầu đúng vậy sau chuyện của vũ tôi quyết định sẽ theo thầy thuốc châu và lý cảnh để học thêm về đông y <laughs> mà dù phải nói là khó khăn hơn việc sử dụng máy móc rất nhiều vì các vị thuốc các loại thảo dược trong đông y nhiều không đếm xuể việc phân loại sao tầm lưu trữ tất cả đều phải làm bằng tay riêng nhớ tên các loại thảo dược cũng đã là một thử thách vô cùng lớn cũng may mà có thầy thuốc châu cùng với lý cảnh tân tình trì bảo nên tôi mới có thể tiếp tục my động viên bác sĩ thành anh là một bác sĩ giỏi lại rất có tâm nên em tin chắc chắn rằng anh sẽ thành công cố lên cố lên <laughs> bác sĩ thành gãi đầu cười ngượng cảm ơn em khi nãy mà nói chuyện về vũ mà anh chưa hỏi được liệu em có về nước thì hết khóa học không tính ra cũng chỉ còn một năm rưỡi nữa thôi nhỉ với lại em không đến trường thì họ có cho em mở lại sinh một cách hợp pháp không mì đáp em cũng từng nói với anh rồi mà em sẽ ở lại sinh cho đến khi vũ ra tù việc học của em ở trường ACS không có vấn đề gì cả phía bạch hồ đã sắp xếp cho em cả rồi hết chương trình học sau gần 3 năm em có thể học tiếp lên cao và được cấp visa ở lại lúc đó nếu thi lên được thì em sẽ có thêm 5 năm nữa ở sinh khi ấy vũ ra tù nếu cậu ấy về việt nam thì em cũng sẽ về dù sao thì hiện tại đối với em mà nói trở về Việt Nam cũng khá nguy hiểm biết mình vừa lỡ miệng nói ra chuyện không nên nói nên mi vội chữa lại à không ý em là sẽ rất nguy hiểm nếu như em không đem được cái bằng về Việt Nam <laughs> ông đòi em chắc chắn không tha cho em mất hàng nhiều tiếp mi rất thông minh tôi không khen do cảm tính đâu cái này đã được lão đại và cả ly sang nhiên công nhận lão đại còn nói sau này tiểu mi và tiểu vũ chính là tương lai của bạch hổ Tôi ít được tiếp xúc với người Việt Nam, nhưng gặp gỡ các bạn tôi thấy người Việt Nam rất giỏi và tốt bụng. Mì với bác sĩ Thành cười cảm ơn An Nghiêu. Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Lý Cảnh lại khá trầm tư. Lý Cảnh, hôm nay cậu lạ lắm, sao không nói gì vậy? Vẫn thấy người không được khỏe à? A Nghiêu hỏi. Lý Cảnh thoáng giật mình. À, không, không sao. Chỉ là tôi đang nghĩ đến một vị thuốc rất khó kiếm nếu không có vị thuốc này thì bài thuốc của tôi sẽ không mang lại được hiệu quả như mong muốn ba Sư thành vỗ vai lý cảnh ôi giời đã bảo là đi chơi cho thoải mái đầu óc thế mà cậu vẫn nghĩ đến công việc mặt cứ nghệt ra vui vẻ lên chứ cũng lâu rồi chúng ta mới đến đây mới gặp a nghiêu và tiểu mi cậu cứ làm bộ mặt buồn rầu đó ai không biết lại nghĩ chúng tôi bắt nạt cậu uống trà đi này nguội hết cả rồi lý cảnh cười cười rồi nhấp ngụm trà thơm mỹ tính rót thêm trà cho lý cảnh mà nước trong ngấm trà đã gần hết để em đi lấy nước nóng mi nói anh yêu gật đầu lấy thêm cả bánh ngọt đó nhé tính ăn chút thôi mà ngồi vừa ăn vừa nói chuyện vui quá thành ra cứ thích thèm bác sĩ thành nói với Mỹ. thế để anh đi theo cầm đồ cho em khi mi với bác sĩ thành đi rồi lý cảnh mới nhìn đồng hồ đoạn chép miệng vậy bà đã hơn 5 giờ chiều rồi chắc ngồi thêm lát nữa tôi phải về thôi anh yêu ngạc nhiên sao lại về đã tính ở lại đây ăn cơm tối rồi cơ mà. Lâu không gặp, phải ăn với nhau bữa cơm đã chứ. Lý Cảnh đáp, tôi cũng muốn như thế, nhưng ở tiệm thuốc có mỗi châu sư phụ. Công việc hãy còn giang dở, đến đây gặp gỡ, nói chuyện với mọi người như thế là vui rồi. Lúc đi tôi quên chưa kết chỗ thuốc mà châu sư phụ khó khăn lắm mới mua được, tôi thấy không yên tâm. Anh yêu thở dài, già Dà thế chẳng trách từ nãy đến giờ, thấy cậu cứ ngồi trầm tư suy nghĩ, hóa ra là vì chuyện thuốc thang. Ít phút sau, mi với bác sĩ Thành quay lại. Bánh đây, trà đây, <laughs> đồ ăn ở đây đúng là ngon số một. Có khi lúc về, anh yêu anh phải đóng cho tôi một ít bánh vào hộp, tôi đem về ăn dần nhé. Anh yêu cười nhưng không mấy vui. Chuyện nhỏ, cậu thích ăn bao nhiêu cứ lấy. Thấy lúc nãy hãy còn cười tươi giói, mà giờ quay lại thấy anh yêu thoáng buồn. Bác sĩ Thành hỏi. Ủa, sao đây? Sao về anh yêu? lý cả nhìn đồng hồ rồi nói với bác sĩ Thành. À Thành, chúng ta về thôi có chút chuyện ở tiệm thuốc cần chúng ta về gấp. Hôm nay chơi như vậy là đủ rồi. Bác sĩ Thành ú ớ. ớ ờ, sao đã về rồi? Tôi tưởng ở đây ăn cơm cơ mà. Lý Cảnh tiếp. Để dịp khác. Phải về tiệm thuốc ngay bây giờ. Nhìn mặt Lý Cảnh khá nghiêm trọng. Bác sĩ Thành đoán có lẽ ở tiệm thuốc thực sự có chuyện xảy ra. Vội đứng dậy, bác sĩ Thành nói với Mi cùng với A Nghiêu. Thôi, bây giờ chúng tôi phải về. Hẹn mọi người hôm khác nhé. Mi, cố gắng lên nếu có thời gian rảnh cứ gọi điện nói chuyện với anh cảm ơn anh yêu rất muốn ở lại nhưng mà công việc <laughs> lần sau tôi sẽ lại tới mi mỉm cười vâng vậy anh với lý cảnh về cẩn thận hẹn mọi người dịp khác nhé anh yêu tiến Na thành và lý cảnh ra tới chỗ đậu xe hai người lên xe rồi rời khỏi bãi cầu đường mi hỏi anh yêu ngưu đại ca anh có thấy lý cảnh hôm nay có gì là lạ không anh yêu mỉm cười trả lời có một chút nhưng khi nãy cậu ấy nói lý do là công việc ở tiệm thuốc chưa xong để thầy thuốc cho một mình cậu ta không yên tâm lý cảnh đúng là con người của công việc có lý cảnh sau này bạch hồ cũng sẽ yên tâm hơn rất nhiều tiếc là họ không ở lại dùng cơm anh vẫn muốn nói chuyện với họ thêm chút nữa thời gian này quả nhiên nay cũng bận rộn nhỉ trên xe ô tô bác sĩ thành gọi điện cho thầy thuốc châu kết thúc cuộc gọi nhìn sang ghế bên cạnh bác sĩ thành hỏi lý cảnh ở tiệm thuốc đâu có chuyện gì đâu Sao cậu nói có việc gấp cần phải về ngay? Lý Cảnh im lặng ít giây rồi khẽ trả lời. Bởi vì không nhanh rời khỏi bài cổ đường, hai chúng ta sẽ bị giết. Im lặng và lái xe trở về nhà đi. mươi 52, đổi mạng. Về gần tới tiệm thuốc, đi qua con hẻm vắng vẻ, Lý Cảnh nói. Dừng xe ở đây đi, chúng ta sẽ đi bộ về nhà. Ba sĩ Thành ngạc nhiên hỏi. Sao lại thế? Còn cả một đoạn đường nữa mới về đến tiệm thuốc cơ mà. Dừng đây đi bộ thật á? À? cứ nghe theo lời tôi chúng ta sẽ đi bộ về lý cảnh cau mày thấy lý cảnh thực sự nghiêm túc bác sĩ thành miệng lào bầu nhưng vẫn làm theo nhìn xem có chỗ nào đậu được xe bác sĩ thành đánh lái trong lúc bác sĩ thành tấp xe vào lề đường để dừng đỗ thì lý cảnh lấy trong túi quần ra một chiếc khẩu trang rồi đeo lên mặt xe dừng lại thấy vậy bác sĩ thành hỏi ủa còn đeo khẩu trang làm gì vậy lý cảnh đáp A Thành, tôi xin lỗi. Phục, vừa dứt lời ngay lập tức Lý Cảnh tung bàn tay phẩy một thứ bột có màu trắng vào mặt bác sĩ Thành. À, à, Lý Cảnh, cậu làm gì vậy? Trúng <laughs> phải thứ bột trắng, mặt bác sĩ Thành hoa đen, đầu óc trắng vắng. Chỉ ít giây sau đó, bác sĩ Thành gục đầu xuống bô lăng bất tỉnh nhân sự. Đỡ bác sĩ Thành ngồi tựa lưng vào ghế lái, khẽ hạ chút kính cửa sau. Lý Cảnh rút chìa khóa. Trước khi rời khỏi xe, Lý Cảnh nói. A Thành... Tôi làm như thế này cũng chỉ vì muốn tốt cho anh. Khi anh tỉnh lại, có lẽ mọi chuyện đã xong rồi. Bước xuống xe, Lý Cảnh đóng cửa lại, rồi dạo bước thật nhanh, quay về tiệm thuốc. Chạy học tốc về đến nơi, Lý Cảnh mở cửa đi vào trong. Thầy thuốc Châu lúc này vẫn đang kiểm tra lại từng tủ thuốc với từng loại thảo dược để xem loại nào sắp hết. Thấy Lý Cảnh, thầy thuốc châu cười hỏi <cười> Đã về rồi sao? Ta tưởng hai cậu hôm nay phải ở lại đó ăn cơm chứ Làm ta không có nấu nướng chi cả nhìn thái độ của thầy thuốc châu lý cảnh vẫn thở phào vì chưa có chuyện gì xảy ra như vậy có nghĩa mọi tính toán đang đúng như dự định hôm nay tại bạch hổ đường hình như có tổ chức họp mặt gặp gỡ gì đó với các đầu đảng nên mọi tôi thấy ở lại không tiện lý cảnh đáp thầy thuốc châu gật đầu Ờ ừ, cậu nghĩ thế là đúng dù sao họ cũng là băng đảng xã hội đen còn chúng ta là thầy thuốc hành nghề y không nên à, quan tâm quá sâu vào công việc của họ Ủa mà a thành đâu Hai cậu không về cùng nhau sao? Lý Cảnh tiến về phía bàn trà, rót một ly trà, đoạn trả lời. À, A Thành chở tôi về xong nói đi mua cơm cho ba người chúng ta ăn rồi. Anh ấy đoán Châu Sư Phụ ở nhà cũng chưa nấu cơm. Lão Châu khẽ cười. Hờ, A Thành quả nhiên rất chu đáo. Mặc dù sở trường của cậu ấy là Tây Y, thế nhưng cậu ta học hỏi cho rồi kiến thức về Đông Y cũng rất nhanh. Ta nghe nói, khi còn làm việc ở bệnh viện Tan Tóc Sen, A Thành là một bác sĩ tài năng. Tan Tóc Sen là một trong những bệnh viện nổi tiếng Singapore còn thuộc hàng tốt của khu vực châu Á quan trọng nhất là cái tâm của A Thành là người tốt nghề y cần có những người như hai cậu ở chung mới một thời gian ngắn nhưng ta rất tự hào về hai cậu đặc biệt là cậu đó Lý Cảnh với khả năng của mình ta tin chắc sau này cậu sẽ còn vượt qua cả ông nội mình là danh nghi Lý thôi chúng ta giờ đây đã như người một nhà cần hỗ trợ gì cậu cứ nói với ta Lý Cảnh cầm ly trà tới chỗ lão Châu Châu sư phụ uống một trà đi để công việc đó tôi làm nốt cho. Sư phụ ngồi nghỉ ngơi chút đi ạ. Nhận ly trà từ tay Lý Cảnh, thầy Thức Châu vừa khẽ lau mồ hôi vừa tươi cười đáp. Cảm ơn Lý Cảnh. Cuộc đời Lão châu này được góp một chút công sức và thành công mai sau của cậu cũng đủ mãn nguyện rồi. Lý Cảnh đáp, châu sư phụ được nói như vậy. Bản thân Lý Cảnh mới là người may mắn khi được gặp châu sư phụ. Chỉ thức một điều, châu sư phụ không cho tôi bái người làm thầy. Lão châu nhấp ngụm trà, khẽ xua tay lắc đầu nói ây chết làm sao tôi dám nhận làm thầy của cậu được cơ chứ khả năng về y thuật của cậu còn cao hơn tôi chỉ là kinh nghiệm cũng như việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài cậu còn hạn chế nên hơi bỡ ngỡ sau khi quen rồi mọi chuyện đối với cậu sẽ vô cùng dễ dàng được người nhà thần y lý thôi quá bộ chịu ở lại tiệm thuốc nhỏ bé này là tôi đã mừng lắm rồi sao dám nhận cậu làm học trò ngàn lần không dám hai người cười nói vui vẻ khoảng chừng hai phút sau đột nhiên thầy thuốc châu chớp chớp mắt bỗng thầy thuốc châu cảm thấy chóng mặt buông tay thầy thuốc châu đánh rơi ly trà xuống mặt bàn đưa tay lên dây vào thái dương lão châu thấy mọi thứ trước mặt như đang di chuyển méo mó lộn xộn nhìn xuống ly trà đổ vương vãi lão châu ấp úng ờ à, ly, ly cảnh sau sao cậu làm thế còn chưa dứt lời thầy thuốc châu đã đổ gục xuống mặt bàn lý cảnh tiến lại rồi cõng thầy thuốc châu vào trong phòng để thầy thuốc châu nằm trên giường kéo chăn đắp lên ngang ngực một cách cẩn thận nhìn đồng hồ lúc này đã sáu giờ ba mươi phút tối lý cảnh nói một mình sắp rồi khoảng mười phút sau đến tay bàn trong tiệm thuốc đổ chuông lý cảnh cầm ống nghe đưa lên tai miệng khẽ nói alo tiệm thuốc lan châu nghe đây bên kia đầu dây không biết là giọng của ai nhưng người này đang vô cùng hốt hoảng thầy thuốc châu ông đến mạch hồ đường ngay lão Hồ bị trúng độc rồi nghe đến đây lý cảnh cúp máy tại bạch hồ đường lão hồ lúc này đang vừa nôn vừa ho ra cả máu sắc mặt trắng nhợt tái mét nằm trên giường cảm giác như lão hồ đang phải chịu đựng một cơn đau đớn khủng khiếp dày vò sao rồi có gọi được cho lão châu không a hắc trận mắt hỏi An lý An lý trả lời lão nhị tôi vừa gọi có người nghe máy nhưng không thấy nói gì cả còn chưa kịp nói gì thêm thì đã cúp máy gọi lại cho tao bảo lão tao lết cái xác đến đây nếu không tao sẽ giết lão ta A Hắc điên cuồng gào thét khi chứng kiến đại ca mình vẫn tiếp tục ho ra máu. A Lý tiếp tục bấm số gọi lại, nhưng lần này không có ai nhấc máy cả. Lý Giang Nhiên vội vã chạy sộc vào trong. Xe đã chuẩn bị xong, mau đưa lão đại ra xe tới bệnh viện, không thể chờ thầy thuốc châu được, mau lên. Lý Giang Nhiên nói. A Hắc nghiến răng chạy tới giường lão hổ, đang chuẩn bị bế lão hổ ra xe thì điện thoại của Lý Giang Nhiên bất ngờ đổ chuông. Nhìn số điện thoại, Lý Giang Nhiên không biết số này. Đây là số điện thoại nạ tất nhiên để gọi được vào máy của lê sang yên chỉ có các thành viên cấp cao trong băng bạch hồ tính từ đầu đẳng. không thể nào có chuyện số điện thoại của sang yên bị người ngoài biết bấm nghe sang yên hỏi ai đây không biết bên trong điện thoại nói gì nhưng lê sang yên quay đầu nhìn lão hồ thì a AH hắc chỉ vừa bế lão hồ lên thì tình trạng của lão hồ xem ra đã nghiêm trọng hơn không phải là ho nữa mà là lúc này lão hồ đã nôn ra cả máu lê sang yên hét lớn a hắc mau đặt lão lại xuống đặt xuống a hắc không hiểu sao thì trong vòng ít giây lý sang yên lại thay đổi quyết định liên tục nhưng nhìn đại ca của mình a hắc biết chỉ còn biết hạ tay để lão hồ nằm xuống giường trở lại a hắc nói như hét vào mặt Trang yên đồ khốn cậu muốn làm gì hả sao lúc bảo đưa ra xe lúc lại bảo để nằm xuống rốt cuộc là sao lý Trang yên nhìn a hắc bằng ánh mắt thất thần miệng mấp máy môi lý Trang yên run giọng khẽ nói là là cậu ư sao cậu lại Bên kia đầu dây, người đang gọi điện cho Sang Yên không phải ai khác mà chính là Lý Cảnh. Lý Cảnh đáp. Đúng, là tôi đây. Lý Cảnh đây. Tôi chính là người đã hạ độc lão hổ. Loại độc này là kịch độc của nhà họ Lý, sẽ không ai giải được ngoài tôi. Di chuyển lão hổ đi, chỉ càng khiến chất độc phát tác nhanh hơn. Lý Sang Yên, tôi sẽ đưa cho anh thuốc giải. Với điều kiện anh phải tới đây một mình. Thời gian thuốc giải có tác dụng, còn chưa tới một giờ đồng hồ nữa. Tự mình quyết định đi. Sang Yên không mất một giây để suy nghĩ. Chỉ cần cậu giải độc cho lão đại, tôi sẽ thấy mặt nhưng hãy nhớ điều này. Nếu lão hổ chết, Bạch Hồ sẽ giết Lý Cao để trả thù. Nghiến răng, ngăn giọng sang ghi nói. Trường 53 Sát thủ giết người Lý Sang Jin kết thúc cuộc gọi. A AH Hắc nãy giờ đang trông chừng lão hồ, thấy Sang Jin đang định đi thì vội lớn tiếng. Sang Jin, cậu đi đâu vậy? Sững người lại, Lý Sang Jin đáp. Tôi đi, rồi sẽ quay về ngay. Trước khi tôi quay lại, nhất định phải để lão đài nằm yên một chỗ, chất độc trong người lão đại sẽ phát tác nhanh hơn nếu di chuyển chạy sọc tới kéo tay sang nhìn a hắc nghiến răng hỏi là kẻ nào kẻ nào vừa gọi đến cho cậu chuyện này rốt cuộc là sao nếu muốn đi tôi sẽ đưa cậu đi sang nhìn lý sang nhìn lắc đầu không được tôi phải đi một mình thêm một người đi cùng lão đại sẽ chết không có nhiều thời gian đâu lão nhị trong vòng một tiếng nữa không có thuốc giải bạch hồ sau này sẽ do lão nhị tiếp quản nhớ không được cửa bất cứ ai đi theo tôi. Tôi sẽ cố gắng để lấy được thuốc giải. Tôi đi đây. Dứt lời, Sang Jin chạy nhanh ra khu vực đậu xe trong mạch hồ đường. A AH Hắc định chạy theo, nhưng những lời lý Sang Jin vừa nói không phải chuyện đùa. Trong tình cảnh này, chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng không có cơ hội sửa chữa. A Hắc gằn giọng: Sang Jin, nhớ định cậu phải sống trở về đây. Tại thêm thuốc Lang Châu, hắn sẽ đến chứ? Lý Bạch Huệ hỏi Lý Cảnh. Lý Cảnh gật đầu. Chắc chắn sẽ đến. Bác Huệ, thực sự phải ra tay ư? Lý Bạch Huệ đáp, xin lỗi Lý Cảnh, nhưng ta không còn lựa cho nào khác. Không xuống tay với người có Bạch Hổ, Hoa Hoa sẽ chết. Đừng lo, ta sẽ kết thúc tất cả những chuyện này. Chỉ cần cháu nhớ lời ta dặn, rõ chưa? Lý Cảnh mặt tái mét, mồ hôi lạnh khẽ lăn trên gò má. Dạ, vâng, vâng, cháu nhớ rồi. Lý Cảnh run giọng trả lời, mạnh mẽ lên. Sợ hãi, đồng nghĩa với thất bại và cái chết. Đừng quên cháu là người mang dòng máu nhà họ Lý Chuẩn bị đi Sẽ nhanh thôi Dứt lời Lý Bạch Huệ bước lên trên tầng 2 6 giờ 40 phút tối Lý Bạch Huệ gọi một cuộc điện thoại cho Lão Hùng Còn chưa hết một hồi chuông Lão Hùng đã bắt máy Ha 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 Bà gọi cho tôi để báo tin vui phải không Lý Bạch Huệ hỏi Cháu gái tao đâu Lão Hùng cười khoái trá Ha 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 Trả lời sai câu hỏi rồi Nhưng không sao cô bé vẫn ổn chúng tôi chăm sóc cho nó rất tốt hơn ai hết tôi là người hiểu rõ nhất sự đáng sợ của bà mà làm sao tôi dám đắc tội với người thân của bà chứ nhắc lại một lần nữa giết được người bà và con bé sẽ được gặp nhau <laughs> mà này hãy nhớ thỏa thuận của chúng ta tôi cần xem trực tiếp cảnh bà giết người <laughs> chẳng ai trong hai chúng ta muốn trở thành một con bò phải không nào lý bạch huệ đáp khi tao xong việc. Nếu mày làm tổn hại gì đến con bé, tao sẽ xóa sổ tất cả lũ chúng mày. Nhớ kỹ nha, Wong giàn gọc, kẻ đứng đầu rồng một mắt. Lão Wong nhếch mép cười, cha bà làm tôi thấy sợ đấy, hãy cho tôi xem. Để nhất sát thủ mã ra một thời, làm được gì đâu? ha ha ha. Lý Bạch Huệ kết thúc cuộc hội thoại. Chừng một phút sau, Trước cửa tiệm thuốc có tiếng xe ô tô dừng đỗ Đứng trên tầng 2 Bà Huệ nhìn thấy người vừa bước vào Chính là Lý Sang Yên Quả nhiên Sang Yên chỉ đi có một mình Anh đến rồi Lý Sang Yên Lý Cảnh run giọng nói Ánh mắt lạnh lùng khuôn mặt không chút sợ hãi Nhìn thẳng mặt Lý Cảnh Lý Sang Yên hỏi Thuốc giải đâu Lý Cảnh trả lời Thuốc giải đã được đưa cho người của Bạch hồ Lý Sang Yên nghiến răng Nói thằng khốn mày đang đùa tao tao hỏi thuốc giải đâu? Lý Cảnh lấy điện thoại, bấm số gọi, mở ra ngoài. bên trong điện thoại vang lên một giọng nói quen thuộc. Lý Cảnh sao bây giờ cậu mới gọi cho tôi? thầy thuốc Châu ở đâu? đại ca tôi sắp chết rồi. A Nghiêu là giọng của A Nghiêu phải không? A Nghiêu, lão đại sao rồi? Lê Sang Diên nói lớn. bên kia đầu dây, A Nghiêu cũng nhận ra giọng của Lê Sang Diên A Nghiêu đáp. Sang Diên, cậu đang ở cùng Lý Cảnh sao? tình hình của đại ca đang rất xấu mau đưa thầy thuốc châu đến đây cầm điện thoại lên lý cảnh nói với a nghiêu Ang a nghiêu tôi lý cảnh đây anh có nhớ chiều nay khi anh dẫn tôi đến thăm căn phòng mà anh ở chứ lúc tới đó tôi có để một chiếc hộp màu nâu ở ngăn kéo bàn làm việc của anh tới đó bà mở hộp ra qua điện thoại có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy hùng hục cùng hơi thở gấp gáp của a nghiêu về phòng của mình sau khi vào trong phòng a nghiêu lập tức mở ngăn kéo Bên trong ngăn kéo đúng là có một chiếc hộp nhỏ màu nâu nhạt. Mở hộp, anh yêu thấy có một viên hoàn màu trắng sữa. Tôi, tôi thấy rồi. Một viên hoàn có màu trắng như sữa, anh yêu nói. Lý Cảnh tiếp. Đó, đó chính là viên thuốc giải, giải độc cho lão hổ. Anh yêu, chỉ cần anh cho lão hổ uống viên thuốc ấy, lão hổ sẽ không sao cả. Anh yêu, tôi, tôi thành thật xin lỗi. Lý Cảnh, Lý... Khi anh yêu gọi tên Lý Cảnh, thì Lý Cảnh đã tắt máy, Nhìn Lý Sang Yên, Lý Cảnh nói. Tôi đã thực hiện đúng cam kết. Sang Yên phá lên cười. Ha ha ha. Thì ra mọi chuyện đều đã được cậu lên kế hoạch từ lúc đến mạch hồ đường. Tôi hiểu rồi. Tôi chính là thứ để đổi đế thuốc giải độc. Ha ha ha. Cậu bị ép buộc bởi Lão Uông phải không? Lý Cảnh. Tôi không trách cậu. Cảm ơn cậu vì đã cứu mạng Lão đại. Vột từ trên tầng hai một bóng người nhảy xuống phía cánh cửa ra vào tiệm thuốc nghe tiếng chốt cửa Lý sang yên quay lại nhìn nhìn lão bà với thân thủ phi phạm Lý sang yên không biết người này là ai nghe lập tức Lý sang yên rút súng đúng ra sang yên đã định rút súng trong lúc nói chuyện với lý cảnh thế nhưng còn chưa kịp dơ súng lên thì một chiếc phi tiêu đã găm thẳng vào mu bàn tay của sang yên khiến sang yên đau đớn buông tay đánh rơi khẩu súng xuống đất À, à, bà, bà, bà là ai? Lý Bạch Huệ lấy điện thoại bấm gọi video cho Lão gồm Ngay khi Lão Gông bắt máy, Lý Bạch Huệ lao nhanh tới chỗ của Lý Cảnh và Lý Sang Yên. Dùng chân đá bay khẩu súng ra xa. Bỏ qua Sang Yên, Lý Bạch Huệ nhắm vào Lý Cảnh. Trước khi Lý Cảnh kịp phản ứng thì... Bộp! Lý Bạch Huệ ra một đòn vào ức của Lý Cảnh. Đòn đánh khiến Lý Cảnh lập tức ôm bụng, gục xuống, nằm bất động. Chia điện thoại về phía Lý Sang Nhiên đang ôm bàn tay đầy máu Lý Bạch Huệ nói mục tiêu là đây phải không bên trong điện thoại Lão ôm cười sảng khoái ha 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 Lý Sang Nhiên chào cậu nha lâu rồi không gặp ha 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 quả nhiên là ông Sang Nhiên nhăn mặt gằn giọng nói Lão quăng tiếp Sang Nhiên à ta thực sự mến mộ tài năng của cậu phải chi cậu theo ta thì đâu đến cơ sự này. Có trách. Thì nên trách việc cậu đã chọn nhầm chủ. sang Yên hét lớn. Uông, Uông Giang Uông, tên khốn. Cho dù mày có giết tao, thì cũng không thay đổi được việc Bạch Hồ sẽ trở thành băng đảng số một Singapore. Lý Bạch Huệ nhảy vòng ra sau Lý sang Yên, rồi dùng tay bịt miệng sang Yên lại. Không để Lý sang Yên có cơ hội hét lên nữa. Lão Uông khẽ cười. Hả? xuống âm phủ mà thực hiện giấc mơ của mày đi thằng nhái sắc láo lý bạch huệ bà biết phải làm gì rồi đó lý bạch huệ tung một đòn cùi trò vào gáy sang nhiên chúng đòn đau lý sang nhiên ngã dầm xuống đất nằm quằn quại lý bạch huệ tìm một vị trí để đặt chiếc điện thoại sao cho camera hướng về phía mình để tiếp tục cuộc gọi video điện thoại đặt xong lý bạch huệ túm tóc sang nhiên lôi về phía trước bắt sang nhiên đứng trước camera của điện thoại một tay bịt chặt miệng sang yên tay còn lại cầm dao găm kề vào cổ sang yên lưỡi dao được đặt ngay vị trí động mạch cảnh không nói lời nào mắt nhìn thẳng vào lão gong trong màn hình điện thoại lý Bạch huệ cứ cổ ly sang yên một cách lạnh lùng không do dự máu bắn ra tung tóe máu của sang yên bắn vào màn hình điện thoại phía bên kia đầu dây lão gong cũng phải giật mình khi chứng kiến cảnh lý bạch huệ xuống tay giết người Màu đỏ ra máu vướng vào camera khiến lão gòn run rẩy. Lão ta nở một nụ cười méo mó khi Lý Bạch Huệ buông tay để Lý Sang Nhi nằm lăn ra đất với cái cổ không ngừng chảy máu. Cầm điện thoại trên tay, Lý Bạch Huệ hỏi lão gòn. Cháu tao ở đâu? Trưng 54 Bù lao hàn tù, hòn đào quỷ Lão ông nhẹn miệng cười trả lời Đừng dọa tôi như thế nhìn ba lúc này đáng sợ lắm đó. Yên tâm đi, tôi là người biết giữ lời hứa. Hiện tại con bé đó đang ở trên một hòn đảo, tôi sẽ gửi vị trí của nó cho bà ngay bây giờ. Mau chuồn khỏi đó, đến gặp cháu mình đi. <laughs> Lý Bạch Huệ tắt máy. Ngay khi kết thúc cuộc hội thoại, bà Huệ nói với Lý Cảnh. Được rồi, dậy đi. Ngay lập tức Lý Cảnh nhồm dậy. Không chần chừ Lý Cảnh lao về phía Lý Sang Dinh kiểm tra vết thương ở cổ sang Yin lý cảnh rắc vào miệng vết thương một loại thuốc dạng bột có màu đen như bột than tre lý mạch huệ cùng lý cảnh mỗi người một đầu bế ly sang Yin vào trong căn phòng đã được chuẩn bị từ trước đặt ly sang Yin trên giường trong phòng lúc này bày biện đầy đủ tất cả các dụng cụ dùng để cứu người rất nhanh lý cảnh sơ cứu vết thương dùng kim châm châm cứu lên một số huyệt đạo trên người của ly sang Yin lý cảnh vừa lau mồ hôi vừa thở phào nhẹ nhõm thật đáng nể chỉ cần sâu thêm một chút nữa thôi là đứt động mạch rồi, bác Huệ. Bác thực sự làm được điều này? Bảo Huệ đáp. Như vậy có nghĩa là cậu ta sẽ không chết phải không? Lý Cảnh gật đầu. Tất nhiên rồi, chỉ là một vết thương ngoài da nơi vị trí cổ, sau khi hết thuốc mê, anh ta sẽ tỉnh lại. Điện thoại của Bảo Huệ báo có tin nhắn, nhìn vào màn hình điện thoại, tin nhắn được gửi từ lão Uông. Đó chính là vị trí mà Hoa Hoa đang bị giam giữ là đảo pu Hantu, hàn thu lý cảnh ta phải đi ngay bây giờ chuyện ở đây cháu giúp ta lo liệu nốt nhé cảm ơn cháu lý cảnh nói bác huệ bác phải cẩn trọng nhất định phải cứu được hoa hoa bà huệ gật đầu ta đi đây dứt lời lý bạch huệ rời khỏi tiệm thuốc Lăng châu lý cảnh nhìn theo bóng lưng của bà huệ khẽ nhắm mắt cầu nguyện mọi chuyện tốt đẹp sẽ tới với hoa hoa kế hoạch coi như đã thành công được một nửa phần còn lại chỉ còn cách trông chờ vào bà huệ mà thôi Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Giả Diện Hoàng Kim phần 4. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.